Tôi là Minh, một cậu sinh viên năm cuối, ngoại hình bình thường, học lực bình thường, chiều cao bình thường, gia đình cũng bình thường nốt. Nói chung là cái gì cũng bình thường. Nhiều lúc tôi nghĩ, đáng lẽ ra tôi tên là Thường mới đúng. Công việc hàng ngày của tôi là mỗi sáng thức dậy, đánh răng, ăn sáng, vật lộn trên xe buýt đi thực tập, vật vã 9 tiếng đồng hồ tại công ty, và rồi lại tiếp tục vật lộn trên xe buýt để về nhà. Thỉnh thoảng tụ tập trà đá với bạn bè. Ngoan thì ở nhà làm chuyên đề, không ngoan thì đã không yêu còn cố chết đi. Mọi việc vẫn sẽ tiếp tục trôi qua như thế. Nếu một ngày tôi không nhận được một tấm thiệp. Nếu chúng ta có một ngày để quay lại, cậu sẽ quay lại vào lúc nào? Quay lại vào lúc nào à? Cả buổi chiều, tôi cứ vẩn vơ nghĩ mãi về câu hỏi này. Lúc nào nhỉ? Quay về thời điểm lúc chúng tôi chen chúc nhau để nộp hồ sơ vào trường ư? Thôi dẹp đi! Đấy là lần đầu tiên áp dụng hình thức nộp hồ sơ theo kiểu chơi chứng khoán. Nhắc về cái ngày hôm đấy, tôi lại thấy rợn cả người. Bố tôi bảo, chen, rồi lấn, rồi xô, rồi đẩy, rồi gào, rồi hét. Đến đưa mẹ mày đi đẻ tao cũng không mệt như thế. Thôi, next! Hay là quay về thời điểm ngày đầu tiên nhập học. Cũng thôi đi. Ngày đấy các bạn ai cũng nhẹ nhàng, đi nhẹ, rồi nói khẽ, cười duyên. Ai cũng ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác. Tôi suýt chút nữa đã bị lừa bởi vẻ ngây thơ của chúng nó rồi đấy. À, nghĩ ra rồi. Hay là quay về thời điểm lần đầu tiên đi thi toán 1. Đúng rồi, cũng hợp lý lắm. À mà không được. Đấy là một kỷ niệm buồn. Nếu như hôm ấy tôi mà không bất cần sai ngay câu dễ nhất, thì có lẽ tôi cũng không vất vả đến độ đến lần thứ tư mới qua môn. Ngu ngốc. Mà nếu comeback thì cũng sẽ tạch lại tất cả các môn thôi. Kinh tế lượng, ứng dụng cơ sở dữ liệu, thi học ngân hàng, phát triển hệ thống thông tin quản lý, mạng và truyền thông, và nhất là nỗi kinh hoàng là đổi đề xác suất thống kê năm đó. Thôi bỏ qua tiếp đi. Hay là quay về lần đầu tiên đi liên hoan cùng lớp nhỉ? Sau buổi liên hoan trời đánh ấy, tôi cũng đã có thêm một số người bạn. Mà đến bây giờ, đối với tôi, những người đó chẳng khác nào người thân trong gia đình cả. Cậu này là bạn thân nhất của tôi, thân đến cái mức mà con gái nhiều khi vẫn phải nghĩ tôi với nó yêu nhau. Chúng tôi đi cùng nhau, ngồi cạnh cùng nhau, đi chung xe nhau, thậm chí đi vệ sinh cũng phải cùng với nhau. Nhưng mọi người đâu biết được rằng đằng sau sự thân thiết ấy là cả một bầu trời chê bai tôi. Tôi làm gì nó cũng có thể chửi. Làm bài thì bị chửi. Thả thính gái thì cũng bị chửi. Ở nhà ở đâu đấy? Tôi tới rồi, trong tim tới nhớ đường về à? Thính thiêu đấy. Đến mức đi vệ sinh cùng nó cũng phải thò cái mồm ra chửi. Ngu đấy. Đẹp. Thực sự nhiều khi tôi chỉ muốn nhảy vào đấm cho nó không trượt phát lào. Nhưng sau tất cả, nó luôn là đứa tốt với tôi nhất. Đứa mà đã từng chạy bộ 5 km vào viện khi nghe thấy tin tôi bị tai nạn. Alo. Cái gì cơ? Giờ tao đi ngay. Sao đây? Sao đây? Ngủ đi. Sao đây? Đứa mà sẵn sàng ăn mì tôm cả tháng cho tôi vay tiền. Chúng ta luôn có một người bạn mà trong lòng mình biết người đó sẽ không bao giờ quay lưng lại với mình. Đặc biệt là trong mỗi cuộc vui, cậu ấy chính là một người như thế. Còn cậu bạn này, anh em trên bến dưới thuyền trong game của tôi, có phúc cùng hưởng, có họa thì thế nào lại mình tôi chịu. Thoạt đầu nhìn nó, ai cũng tưởng là hacker chính hiệu. Không chơi với nó mới biết mặt nó ngáo là vì game. Game nào nó cũng chơi, mà đã chơi là phải top server thì mới chuyển game khác. Hồi năm nhất năm 2, nó là khách hàng thân thiết nhất của tất cả các con net trong quán tự do. Chuyện ở quán net nó biết hết. Từ bà chủ này khó tính, đến cái máy bị lỗi chỗ nào nó còn thuộc hơn cả bảng cửu trương. Còn nếu mà chơi ma sói, tôi mà chết ngay từ đêm đầu tiên, thì đến 99% nó là kẻ chủ mưu, và chính nó là con sói giả gian ác.
Còn cô bạn này á, là một cô nàng mọt sách chính hiệu, người luôn mang một gương mặt lạnh lùng. Dù cho thế giới có xoay vần như nào đi chăng nữa, thì cô gái này kỳ nào cũng bị học bổng đè chết thôi. Không ghi bài, mượn vở cô ấy, không biết vẽ sơ đồ luồng thông tin, sơ đồ luồng dữ liệu hay sơ đồ ngữ cảnh. Hỏi cô ấy, không biết code SQL, C#, HTML, Visual Basic hay là Access, cái nào cô cũng quất. Quái thú, quả nhiên là quái thú. Có lẽ cô ấy là sinh vật được sinh ra ở một thế giới khác, đầu thai làm sinh viên tin học kinh tế để cứu rỗi cuộc đời chúng tôi thôi. Cô bạn này là cô gái của giới showbiz. Lớp trưởng, xinh xắn, hoạt bát, năng động, chương trình nào cũng thấy có mặt, sự kiện nào cũng thấy tham gia. Từ văn nghệ, nhảy múa, hát ca, cho đến thể thao, bóng chuyền, bóng đá. Thực sự là nhiệt huyết. Điểm đoàn, nó có cả mớ. Mỗi lần tổng kết điểm, nhìn sấp phiếu điểm của nó, và tôi lại thấy tủi nhục cho cái thân trai vô dụng. Và chắc hẳn các bạn cũng đoán được, mẫu cô gái trong mộng này thì người theo đuổi không kể hết. Nên nhiều lúc đi cạnh nó, tôi cũng nở mày nở mặt với đời. Đùa thôi. Còn cậu bạn này hơi trầm, mặt lúc nào cũng buồn buồn, đôi mắt mệt mỏi luôn nhìn xa xăm. Hầu như trong lớp nó chả giao tiếp với ai, bí ẩn như một chùm cuối. Đến lớp là gục mặt xuống bàn ngủ. Mọi người vẫn hay hỏi, có cần tao cho mày mượn luôn chăn gối không? Nhưng ít ai biết, cậu ấy sáng đi học, chiều thì đi khắp nơi phát tờ rơi, tối lại phải bắt xe buýt đi gia sư kiếm thêm thu nhập. Có trời mới biết cậu ấy khó khăn đến đâu. Ngoại trừ những lời hỏi thăm và một vài giúp đỡ nhỏ, thì tôi cũng chẳng biết nên làm gì giúp cậu ấy hơn. Đúng là kiếp nhân sinh, tại sao có những người lại kém may mắn hơn những người khác? Còn rất nhiều người bạn mà đến giờ nghĩ lại tôi cũng thấy hối hận. Không hiểu sao ngày đấy không nói chuyện với họ nhiều hơn một chút, chia sẻ nhiều hơn một chút. Lúc còn đi học, tôi thấy việc gặp nhau trên lớp thật là bình thường như ở huyện. Cho đến một ngày, việc gặp nhau như vậy trở thành điều thực sự xa xỉ. Có những lúc bạn bè cãi vã chỉ vì dăm ba cái chuyện nhỏ nhặt, nhưng chính những cái cãi vã ấy lại là những kỷ niệm khó quên nhất. Chỉ đến bây giờ, khi ở giây phút chia xa, khi đã ở cuối một chặng đường, tôi mới có cơ hội ngoảnh đầu lại và nhận ra mình đã đi xa đến thế nào, đã trưởng thành ra sao. Nếu như ngày cuối cấp 3 là lúc tạm biệt tuổi học trò mộng mơ, thì đến khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, thì chúng ta mới chính thức lao vào cuộc sống khắc nghiệt của hiện tại. Vậy hay là cho tôi quay lại lần đầu tiên được nhìn thấy cô ấy. Cô ấy là nữ chính mà những câu chuyện thanh xuân vườn trường hay mô tả. Lần đầu tiên thực sự chú ý đến cô ấy, quả nhiên là Aiko, đứng hình rất nhiều giây. Từ sau ngày hôm đó, tôi trở thành một tôi khác. Đi học thì đầy đủ hơn, học hành chăm chỉ hơn và cười nhiều hơn. Tôi luôn thích đi đằng sau cô ấy, nhìn cô ấy chơi đùa với bạn bè, nhìn cô ấy cười, nhìn cô ấy ở bên cạnh một người khác. Nếu như quay lại ngày đầu tiên gặp nhau, tôi nhất định sẽ khác đi, sẽ chủ động bắt chuyện với cô ấy nhiều hơn, sẽ chủ động cười với cô ấy nhiều hơn, hay đơn giản là chủ động xin được đón đưa cô ấy đi học, chủ động ở bên cạnh. Tôi muốn quay lại chỉ đơn giản là vì bản thân mình có thể nói ra bầu trời những năm 20 tuổi của tôi ở bên một người luôn mang một màu sắc hiền hòa, là trời xanh, là mây trắng, hay là những tia nắng mặt trời đan lẫn vào nhau. Nhưng sau tất cả, chỉ dừng lại nếu và thì. Nếu thì là một trò chơi, nhưng cũng là một dòng chảy ngầm trong cuộc sống. Nó có thể là những tiếc nuối, cũng có thể là hạnh phúc vô bờ. Nếu như không phải là NEU, vậy cuộc sống của tôi sẽ như thế nào? Nếu như không học ngành hệ thống thông tin quản lý, thì sau này ra trường tôi có thể làm gì? Nếu như học hành chăm chỉ hơn, mỗi năm được dăm ba cái học bổng, có lẽ xin việc sẽ dễ dàng hơn nhỉ? Nếu như không xa những người bạn mà tôi luôn yêu quý hết mực, thì
thì tình bạn trong lòng tôi có quý giá nhiều như thế này không? Tôi thực sự nhớ lắm các bạn của mình. Nhớ những giây phút ngồi tán gẫu với nhau. Nhớ những lúc cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, cùng ôn thi. Hay nhớ những lúc stress căng thẳng lại tìm đến nhau mà chẳng nói câu nào, chỉ lặng im thôi cũng là đủ rồi. Nếu như chỉ vui vẻ với những người bạn thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết được hết cảm giác đơn độc nó đáng sợ đến thế nào. Và nếu được quay lại thời gian, nhất định tôi vẫn sẽ chọn thích một người nhiều như thế. Ngu ngốc thì sao? Như muối bỏ biển thì sao? Tôi tin mình hiểu được cảm giác của chính bản thân mình. Và chẳng có người nào mang lại cho tôi cảm giác và ý chí mãnh liệt như vậy cả. Tôi tin rằng thích một người không nhất thiết phải có người đó ở bên mình. Nhìn người ta hạnh phúc là đủ rồi. Và có lẽ rất nhiều năm sau, tôi sẽ nhớ lại cô ấy là giấc mộng mà cả thanh xuân tôi vẫn từng ôm ấp. Nếu như cứ mong người ấy chỉ hạnh phúc khi ở bên mình, vậy thì là mình đang thích bản thân chứ đâu phải là thích người ta. 4 năm không dài so với một đời người, nhưng là một quãng đời tuổi trẻ. Ngày hôm nay cũng nắng vàng trời xanh, nhưng đó là ngày cuối cùng chúng ta được gọi là sinh viên, ngày cuối cùng của những năm tháng máu lửa nhiệt huyết. Tôi thấy hạnh phúc ở đây, hạnh phúc với tất cả những gì đã, đang và sẽ thuộc về nơi này. Hạnh phúc với những niềm vui và cả những nỗi buồn. Hạnh phúc vì được học tại ngôi trường này. Hạnh phúc vì những gì mình đã từng trải qua. Hạnh phúc vì đã có những người bạn ở đây. Và hạnh phúc khi được gặp cô ấy. Tôi một ký ức hạnh phúc. Cảm ơn vì tất cả. Tớ đợi cậu hơi lâu rồi đấy. Đồ đồ rửa. Có lẽ tôi thực sự là đồ não rửa. Cô ấy đã luôn có mặt những lúc tôi buồn, cổ vũ cho tôi những lúc tôi thiếu tự tin nhất, chăm sóc cho tôi. Cậu đi con về tới nhé. May quá, anh Xuân này, xin nữa thì tớ lỡ mất cậu rồi. Và ta say trong ngôi sao chơi vơi. Sẵn sàng muốn nghe để rồi tiếp nuôi ngồi nhìn
thấy bóng em đi qua tôi hát khúc.